Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 4.7 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 4.8 em nha. Bài 4.8. Cho tam giác nhọn MNB. Gọi D là chân đường cao của cái tam giác đó, kể từ M chứng minh rằng. Thì bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ cái tam giác có cái góc nó đều nhọn ha, MNB. Học là phải đọc đề rồi phải vẽ được hình, chứ mà đọc đề mà không vẽ được hình là coi như vứt, không thể nào giỏi được môn hình được. Chúng ta tránh vẽ tam giác cân, tam giác đều và tam giác vuông nhé, tại vì ở đây người ta không cho ba góc của nó đều nhọn, B, M, N. Gọi D là chân đường cao của tam giác đó kể từ M. Như vậy thì chân đường cao thì bây giờ chúng ta hạ đường cao xuống. Rồi ok, chứng minh rằng gì đây? Diện tích của cái tam giác MNB sẽ bằng 1/2 nhân MB. MB nhân NB nhân cho sin của góc B. Sin của góc B ở đây à, được không nào? Chúng ta còn phải chứng minh cái này. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, liên quan tới sin B. Sin thì bằng gì? Đối này, đối chia hiền này. Thấy không? Sin, sin góc B này. Các em nhìn này, nhìn ở trên cái tam giác các em nhìn là trên tam giác vuông MDB, tam giác này này, sin của B sẽ bằng đối chia huyền, tại vì vuông ở đây thì cạnh này sẽ là cạnh huyền, đúng không? Mà diện tích của tam giác MNB thì bằng đường cao là bằng MD nhân cho NB, chứ gì nữa? Mà MD này hồi nãy chúng ta sẽ thể hiện mối liên hệ của nó giữa góc sin và cạnh huyền rồi, thì chúng ta suy ra được, và chúng ta sẽ suy ra được điều chứng minh này rất là dễ. Câu A ha. Chúng ta sẽ xét cái tam giác MDB vuông tại D. Ta có phải nào? Như vậy ta có cái sin của góc B. Sin của góc B sẽ bằng đối chia hiền là MB, đúng chưa? Mà ở đây á, chúng ta nhớ này, cái sự liên hệ ở đây là do là nó diện tích của trong tam giác này nó sẽ bằng là MD, 1/2 MD nhân cho NB. Như vậy ở đây thầy muốn suy ra MD nó sẽ bằng là sin B nhân cho MB, nghĩa là lấy MB này nhân cho sin của cái góc B, cái đúng chưa nào? Như vậy thì ta có cái công thức của diện tích của tam giác MNB thì phải bằng là 1/2 đường cao tương ứng của nó là MD nhân với cái cạnh tương ứng là NB. Trong khi đó MD của chúng ta lại bằng cái này, nên ta thế chỗ đây, lấy MB nhân sin B thế chỗ đây, tại vì MD là bằng chính cái này, lấy cả cái này thế chỗ đây, hiểu chưa nào? Như vậy từ đây chúng ta suy ra diện tích của tam giác MNB sẽ bằng 1/2 nhân MB nhân NB và nhân cho sin của B, đều phải chứng minh xong. Chỉ chứ có ở đâu? Em hiểu không? Em hiểu chưa nào? Rất là đơn giản, chẳng có gì phức tạp cả. Ta đi sang câu B. Người ta yêu cầu các em chứng minh DB. Đâu rồi? DB đây sẽ bằng MN nhân cho sin, nhân cho sin của N đó, chia cho tan B. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính giùm thầy sin N. Sin N là góc ở đây. Sin thì bằng gì? Sin thì bằng đối chia hiền. Nè nè, sin là bằng đối chia hiền, là bằng MD. MD chia cho MN. Có được không? Rồi ở đây tan, tan của B. Tan thì bằng đối chia kề. Đối chia kề này. Các em hiểu không?
Như vậy thì ở đây nó sẽ có cái gì chung, đó chính là MD chung nè. Sau đó các em sẽ cho hai thằng kia bằng nhau là nó sẽ ra thôi. Hiểu chưa? Rồi, ok, bây giờ thầy sẽ làm cái sin trước nha. Để làm cái sin thì chúng ta xét trong tam giác vuông MND. Sin N là bằng đối là MD chia cho MN vuông tại D, thì chứng tỏ MN là cạnh huyền này. Nhưng mà các em ghi này là xét cái tam giác MDN vuông vuông tại đâu ghi rõ ra. Vuông tại D ta có sin của N, đúng không? Nó sẽ bằng là gì? Đối là MD chia cho huyền là MN. Từ đây thầy suy ra MD sẽ bằng MN nhân cho sin của góc N. Ok, tiếp tục chúng ta lại xét cái tam giác bên đây để em tính tan của góc B. Tan thì bằng đối đối này chia kề, đối chia kề, đối chia kề. Ok, xét cái tam giác MDB vuông cùng vuông tại D. À, ta có tan của góc B sẽ bằng đối là em bằng MD chia cho kề là DB. Từ đây thầy sẽ suy ra MD này cũng sẽ bằng là gì? DB nhân cho tan của B. Được không? Ok. À, như vậy thì ở đây này, từ đây đúng không? Thầy, tại vì ở đây chúng ta cần phải chứng minh là DB, chứng tỏ từ đây thầy suy ra này, cái anh DB sẽ bằng MD, đây D này các em nhé, chia cho tan B. Mà MD của chúng ta lại bằng cái này này, ta thế chỗ đây, chỗ đây này, nhìn này, MD chúng ta là bằng MN nhân sin N này, chúng ta thế chỗ đây này. Như vậy bằng MN nhân cho sin N và chia cho tan B, đều phải chứng minh, đã phải con mũi nha. Ok, xong. Các em hiểu chưa nào? Được chưa? Rồi, câu B. Các em nhìn lại một chút ở câu A và câu B nè. Thầy nghĩ hai câu này bạn nào làm cũng được. Nó rất là dễ. Rồi, câu C các em. Ta nói gì đây? Chứng minh cái tam giác DNE, E đâu rồi? Chưa có E. Trong đó E là chân đường cao của tam giác MNB kể từ B. Đây, chứng tỏ E là ở đây. Đúng không? Như vậy thì chúng ta cần phải chứng minh cái tam giác DNE, DNE. À. Như vậy chúng ta phải sử dụng thước, chúng ta kể D với E. DNE nó đồng dạng với tam giác MNB. MNB. Tam giác này đồng dạng với tam giác lớn bên ngoài này. Đồng dạng. Đồng dạng thì chúng ta sử dụng các kiến thức của năm học lớp 8 chúng ta được học rồi. Các trường hợp của nó cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh, với lại là góc góc, nhớ nhớ ba trường hợp đồng dạng của tam giác không? Thầy nhắc lại là cạnh 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 này, nếu ba cạnh của tam giác này tỷ lệ ba cạnh tam giác kia, tương ứng tỷ lệ đó thì nó sẽ đồng dạng với nhau. Trường hợp thứ hai là cạnh góc cạnh, nghĩa là chúng ta có một cái cặp góc bằng nhau hoặc là một góc chung nào đó và một cặp cạnh tỷ lệ với nhau, tương ứng tỷ lệ thì nó sẽ đồng dạng với nhau. Trường hợp thứ ba là hai góc của tam giác này tương ứng bằng hai góc của tam giác kia, hoặc là có một góc chung nào đó và một cặp góc bằng nhau thì hai tam giác nó sẽ cũng đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc. Thầy nhắc lại để em nhớ, ở trong cái này là của lớp 8 chứ không phải là đấy, ha. Thì ở đây em thấy này, hai cái tam giác nhỏ này với tam giác này thì nó có cái góc chung là góc N này rồi này. Như vậy chúng ta khỏe được một cái là chúng ta đã có cái góc N này là chung rồi này, có được không? Ok chưa, đã có góc N chung rồi phải không? Bây giờ chứng tỏ chúng ta, nếu chúng ta tìm được một cặp góc nào đó bằng nhau nữa, hoặc là một cặp cạnh
nào đó tương ứng tỷ lệ với nhau thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta suy ra hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Thì giờ các em nhìn thầy trên hình thầy nói nhanh luôn này để các em hiểu nha. Bây giờ chúng ta chưa chứng minh hai này đồng dạng mà các em sẽ chứng minh thông qua. Chúng ta chứng minh thầy cái tam giác DMN. Thấy DMN không? Tam giác vuông này, DMN vuông tại D này. Và với cái tam giác IBN thầy đọc lại cái tam giác MDN với là IBN, thấy chưa? Nó có gì em? Có góc E với góc D này là bằng 90 độ và góc N này chung, chứng tỏ hai tam giác này nó sẽ đồng dạng với nhau. Khi hai tam giác này đồng dạng với nhau nên ta suy ra các cặp cạnh tỷ lệ tương ứng của nó này, đó chính là gì? DN trên MN nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng EN trên BN. Và hai cái cặp cạnh tương ứng này cũng chính là của hai cái thằng tam giác lớn này. Và chúng ta nó có N chung này nữa, chúng ta suy ra hai tam giác, cái tam giác nhỏ này với tam giác này nó sẽ đồng dạng với nhau. Hiểu chưa nào? Rồi ok, chúng ta sẽ có là xét cái tam giác DMN. Đây là hai tam giác vuông em nhé. IBN có góc D sẽ bằng với góc E sẽ bằng 90 độ. Có góc N chung. Và chúng ta vậy cái tam giác DMN sẽ đồng dạng cái tam giác IBN theo trường hợp đây là góc góc em nhé, trường hợp thứ ba. Nên từ đó chúng ta suy ra các cái cặp cạnh tỷ lệ DN trên MN sẽ bằng EN trên cho BN. Ok em hiểu chưa nào? Đó, bây giờ tiếp tục chúng ta xét hai tam giác mà chúng ta cần phải đó. Đó chính là cái tam giác DNE và cái tam giác chúng ta ghi theo thứ tự để chúng ta làm tỷ lệ cho đúng nhé. Có, chúng ta cũng có góc N chung và đồng thời chúng ta cũng sẽ có cái này. Chúng ta vừa mới chứng minh DN trên MN sẽ bằng EN trên cho BN, gọi là chứng minh trên ha. Vậy ta kết luận cái tam giác DNE sẽ đồng dạng với cái tam giác MNB theo trường hợp là góc cạnh chứ. Vậy cạnh góc cạnh em nha. Rồi đây nghe hình vẽ này được chưa? Câu A rất dễ, câu B cũng dễ, thì có câu C là hơi khó một chút xíu á, mà cũng không khó đâu. Nếu mà ở trong chương trình lớp 8 mà các em học về đồng dạng mà giỏi á thì cái này rất là dễ ha. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip sau thì sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 5. Chúc em học tốt, bye bye nha.